Nó xin chào tất cả mọi người nhé. Mới chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi câu lươn như mọi người. Đây này. Hôm nay em mới có thời gian đi đồng được mọi người. Tại hôm nay cái chỗ em được dỡ phong tỏa thì em mới có thời gian đi đồng được. Chỗ em bị phong tỏa đến bây giờ là được 29 ngày. Thì hôm nay được dỡ phong tỏa thì em đi câu lươn cho mọi người xem. Thì cái đồ nghề của em gồm có một cái que để tìm lỗ lươn này. Hai lưỡi mọi người. Đây, cái lưỡi này em mới uốn này. Cái lưỡi này em mới uốn mọi người. Đây, em để xuống này cho mọi người xem. Đây. Thì hôm nay em sẽ câu ở khu mương ấu này nha mọi người nhé. Đây này. Đó, khu mương ấu này. Tại vì bây giờ mùa nước nó cạn, nó khô. Đây mọi người, nó khô hết rồi. Cánh đồng khô hết rồi. Đấy. Thì hôm nay em sẽ câu ở lồng quanh khu này xem có được con lươn nào to không mọi người nhé. Mọi người cùng theo dõi em đi câu nhé. Nếu thấy video của em hay thì hãy cho em một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Và mọi người cùng theo chân em đi câu nhé. Mùa này thì ở ngoài miền Bắc thì nó lạnh rồi, nên mùa này thì lươn nó không được lỗ. Chuột nó ăn ấu này mọi người. Chỗ này có một lỗ lươn mọi người. Đấy, bắt đầu câu nhé. Mùa này nó lạnh giờ nó cũng nâu cắn lắm mọi người ạ.
cắn rồi mọi người. Cứ tua không. Con đầu tiên mình bắt tạm mọi người nhé. Con đầu tiên. Con đầu tiên bắt tạm nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm các ngỗ khác cho mọi người xem. Đây. Con này con mình luôn rồi mọi người. Đây. Đây nó luôn. Thì các bộ đang cái khu ấu kia không có. Chẳng được con này. Xô sốc mỗi con bé. Ở khu ấu kia mấy nỗ. Có mấy nỗ to nhưng mà nó không cắn. Mấy người. Phải khu này không biết câu có được không. Nước đang lên, nước đang được có nước đang lên mọi người. Cắn rồi mọi người. Không biết nó toạc không. Đây mọi người. Đã được con là tạm tạm. Giờ mình cho thêm ít bèo vào để cho để sống luôn luôn cho nó khỏe. Mùa này nó lâu cắn lắm. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi tìm các nỗ khác cho mọi người xem. Nươn mùa này nó nâu cắn lắm. Cái này mình có tìm thêm một nốt nươn mọi người. Nó ăn vào trong. Lên mọi người cắn còn cắn mọi người đấy lên
Nó vướng một ốc mọi người. To lắm. Con này to lắm mọi người. Nó khỏe tí. Như vậy nán hết cái tay ngươn ngoài miền Bắc này nuôi khỏe lắm. Úi giời, được cậu khủng luôn. Con này to. Ok, lấy ba con, ba bốn con như thế này cũng rất đẹp. Úi giời, con này cũng to ngoài béo. Câu ở cử ấu không được con nào, về đây được hai con thì ngay đây. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm các lỗ khác cho mọi người xem nhé. Rồi, phía này em có tìm thấy một lỗ lươn. Lỗ này hơi văn vãi mọi người. À, có lươn. Này thó này mọi người. Thở hay gì? Đưa nó, cắn nó. Khá to. Nhà nuôi này chắc phải bằng con kia mọi người. Tôi không mạnh được. Này, ba con đây rồi. Khá là to mọi người. Ui, nuôi được cảm giác nuôi nuôi lươn mọi người. Giác tê cả tay. Giờ mình lại tiếp tục đi tìm các lỗ khác cho mọi người xem nhé. Đố cần ngọn run. Rồi, tới đây này, em lại tìm thấy một lỗ lươn mọi người. Đây này. Lỗ này khá là đẹp. Không biết nó có cắn không. Cắn mọi người. Cắn rồi.
không biết to không. Nhức nghe có vẻ nhẹ lắm. Nó to hay này. Rộng. Ok mọi người. Mình cứ tướng bía. Nó cũng rộng. Ok. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Giờ cũng giữa trưa rồi. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đây là thành quả của mình nhé. Chắc hôm nay được gần cân cân. Đây mọi người, thành quả của mình. Ui, tí gì mất. Hố lươn khá là đẹp mọi người. Đấy. Đấy. Buổi đầu tiên xô sốc đi câu lươn lâu lắm rồi đấy. Được bữa lươn. Chào tất cả mọi người nhé.